Ui. Nếu các bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop KingRob. Bạn chỉ cần ghi kingrob.com thôi là ra cái shop liền nha bạn. Thì shop có những trò chơi như là nổ hũ nè, vòng quay may mắn nè, và hay nhất đó chính là đua top nha bạn. Bạn chỉ cần đua top thôi là có thêm phần thưởng nè, phần thưởng cực kỳ giá trị luôn. Thì nhớ nhớ ủng hộ shop hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Ni đây. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về cái Q&A nha các bạn. Tại vì cứ mỗi thứ bảy là mình sẽ ra một clip về Q&A nha các bạn. Đó. Thì làm ơn luôn nha. Khi mà mình ra xong clip này rồi á, thì mấy bạn hãy comment những câu hỏi của bạn ngay clip này thôi nha. Đừng có qua những clip khác hỏi những cái Q&A, tại vì mình không có trả lời mấy clip khác được nha các bạn. Đó. Cứ mỗi thứ bảy mình sẽ vô đúng clip này, mình tìm các câu hỏi của bạn nào được nhiều lượt like nhất đó, thì mình sẽ lấy để lên làm trả lời nha các bạn. Rồi. Và mình nói trước là 30k sub á. Thì lúc trước là mình có nói là tính là show mặt nha các bạn, nhưng mà tại vì 30k sub thì dễ quá đúng không? Dễ quá đâu có được đó, nên ở quyền này trước thì mình đã nói rồi, 30k sub thì mình sẽ show mặt cuốn của mình. Đó, cuốn của mình. Và 50k sub mình sẽ show mặt thằng Bo, và 100k sub mình sẽ quay vlog rồi sẵn show mặt mình luôn nha các bạn. Đó. Ok chưa? Rồi. Giờ bắt đầu đây. Và trước khi bắt đầu hãy nhớ bấm like và subscribe kênh của mình, và nhớ nhấn cái chuông thông báo cái bên mỗi khi mình ra clip á, các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha các bạn. Rồi. Vô. Comment đầu tiên của bạn Anh Dũng Gaming. Q&A anh ơi, nên dùng Mochi 600 Mastery hay đi kèm hay đi ride kèm tộc người cá không? Anh hi hi hi, mong anh trả lời ạ. À. Vậy đi ride đúng không? Cầm Mochi với tộc người cá đúng không? Thì ngon chứ, Mochi tộc người cá ngon lắm luôn á. Đừng có đùa chứ, mạnh nữa. Tại vì Mochi với tộc người cá thì xuống nước không sao mà còn lăn lăn dưới nước được nữa. Khá là ngon nha các bạn. Được, hợp lý á. Tại vì mình không thích người, không phải không thích người cá vậy, mà tại vì tộc người á đi ride sẽ ngon hơn các bạn, tại tộc người đam to hơn. Đó, bật lên cái là dồn phát là chết luôn. Đó, nên ngon hơn ha. Rồi, tiếp theo. Và tiếp theo của bạn tên là gì đây? Gì ZLUTQH Gaming. Anh không show mặt. Em cho anh bay ạc cái YouTuber đấy Việt Nam nói là trời ơi, biết rồi. Thì ráng đợi trong ca súc đi, làm gì ghê vậy. Ráng nha, ráng đợi trong ca súc cùng mình ha. Để đó mình sổ mặt luôn ha. Đây. Tiếp theo. Của bạn gì đây? Phượng Cao. Quyền này anh ơi, chiêu ít của OB có thể cắt được cục đá của người khác dùng OB cắt không à? Ô. Cái này là hơi khó nha. Tại vì hiện tại là mình quay trễ quá các bạn, nên không còn ai các bạn ơi. Mình không có lấy cái trái OB được các bạn, tại vì có mình có trái OB à. Thằng Bo thì không có trái OB đó. Còn mấy bạn khác thì giờ chắc ngủ hết trơn rồi, nên mình không có làm được luôn á. Nên bạn thông cảm ha, xin lỗi bạn nha. Tại mình quay hơi trễ á. Khổ quá. Rồi thì mình xin để lại cover thực hiện lời thử thách của bạn này cho những clip sau nha bạn. Xin lỗi bạn nhiều nha. Rồi tiếp theo của bạn tên là Phát Trần. 30k sub anh có ý định săn bounty lên 20m không? Trời ơi, 20m cái gì không biết cho chết ha. Thì chứ mình mà săn lên 20m là thôi, cái kênh YouTube mình với bạn vô bạn chửi sắp mặt luôn á. Thì vô chửi cái gì, làm YouTuber mà đi đánh người rồi các kiểu, nó mệt lắm mấy bạn ơi. Nên đó là cái lý do mà mình lúc mà mình làm YouTube rồi á, mình không có săn bounty nha bạn. Đó, nếu bạn làm, bạn nào làm thì sẽ hiểu nha bạn. Đó, toàn đứng cho mấy bạn quýnh không, mà bạn mà mình mà quýnh lại mấy bạn sẽ kêu YouTuber đánh người đó, còn mình không đánh nào mấy bạn sẽ kêu là mình già không dám đánh cái kiểu, nên mệt lắm, nên cho đứng im cho bạn đánh luôn cho nhanh nha bạn. Rồi tiếp theo của bạn tên là Quý Temo nha. Bạn Quý Temo, theo anh đêm phút nào kết hợp với Yoru xong đầu tiên ngon nhất gì anh? Trời ơi, dễ dàng, đó chính là gì? Mochi đây. Đó, vẫn cứ là Mochi nha bạn. Cứ Mochi cho mình, cứ Mochi là được. Cứ muốn cây kiếm là kết hợp, cứ Mochi hết. Đó, cứ Mochi cho mình hết nha. Là auto mạnh nha bạn. Tiếp theo của bạn là Đạt.
phước. Đại phước. Tại vì mình chụp bằng cái điện thoại bạn, tại mình hiện trên vi tính nè, xong rồi mình lấy điện thoại mình chụp lại để mình đọc comment trên điện thoại bạn, tại mình xài có một màn hình mà đâu phải hai màn hình đâu. Nên có gì mình đã chụp mờ á, mình đọc sai tên các bạn, các bạn thông cảm ha. Bạn nói lời nhắn là anh ơi cho em hỏi là trái nào sân bounty ngon nhất, mong anh trả lời anh cho em lên video được không Mỹ Anh. Thì lên cái video này á thì mình nói rồi, bạn nào được nhiều lượt like á đó thì mình sẽ đưa lên video nhé bạn, chứ mình không có thiên vị hết á đó. Đó thì bạn nào cùng ý nghĩ với bạn này thì cứ like cho bạn đó để bạn đó được lên vậy thôi, dễ mà. Rồi thì combo chế nào đeo chế nào mà xong bounty ngon nhất đúng không, vẫn là mochi. Vẫn là mochi nha bạn. Cứ cái gì liên quan tới chế quỷ mà kiểu ngon nhất hay mạnh nhất hay dễ hỗ trợ combat các kiểu là cứ mochi mình đó nha bạn, thấy không? Farm quái nhanh nè, có thể né được như Lugia nè đó, hỗ trợ tốt và đa cũng to nữa là bạn hiểu rồi, cứ mochi cho mình nha. Đó, tiếp theo của bạn tên là Huy Gà Mờ nha. Huy Gà Mờ, quyền này anh làm thử qua ke qua kemning với ai qua kemning đi, làm thử ai ai với qua ke là sao ta. Nếu mà review á thì mình đã có review hết rồi nha các bạn, review là mình review ba trái thức tỉnh rồi luôn nha. Đó còn mà gì ta, cơm bbb mình cũng đã làm gì bbb luôn rồi mà, đó mình đã làm hết rồi mà các bạn. Huy Gà Mờ có thể lên clip mình coi lại nha các bạn, đó nhớ coi lại nha Huy. Rồi tiếp theo của bạn tên là Thuận Đức, quyền này anh ơi anh có thể làm clip chỉ 2000 máu và energy đi săn hết boss không anh, chỉ được 2000 máu và energy vậy. Cái thử thách này cũng được đó nhờ, được vậy lần sau mình sẽ thực hiện nha bạn. Hả, ủa con quái đây đâu rồi ta, nhớ hồi nó đứng trong này ơi ơi, tại sao nó vô trọng được vậy. Đó thì clip đó mình sẽ thực hiện vào lần sau luôn nha bạn. Đó tại lần này mình không có thực hiện kịp luôn, giờ reset điểm nữa nên làm mình sẽ làm hết clip sau luôn nha bạn. Kéo ra rồi đó. Tiếp theo của bạn tên là ai đó Queen này anh ơi chị cái gì, anh chị combo combat bơm root and katana, trời ơi toàn những thứ mạnh nhất trong game không à. Combat là thứ mạnh nhất đời đầu của game nè, bơm là cái trái quỷ mạnh nhất và hiện thoại nhất trong game, và cái cây katana là cái cây mà dễ là mua đầu tiên luôn, dành cho bạn nào mới chơi cũng mua được luôn, phải gọi là toàn những thứ mạnh không à, nên mình không có nào mà học được nha bạn, mình không chỉ các bạn đâu, tại những thứ đó toàn là những thứ mạnh quá, phải dành cho những người mạnh cực mạnh kìa làm mới được, còn mình gà lắm, mình giờ là gà rồi nên không có làm được nha bạn. Rồi tiếp theo của bạn tên là Mr. Chicken Roblox nha, anh ơi trái OB có cắt được trái quỷ được trái ác quỷ ở dưới gốc cây không? Trái OB có cắt được trái quỷ dưới gốc cây à, là khi mà trái quỷ C3 đúng không, lấy trái OB cắt đúng không? À cái này thì mình cũng chưa biết luôn. Ok mình sẽ tạm giữ lại comment của bạn luôn nha. Đó ủa sao quái đứng chỗ này hoài vậy, mình sẽ tạm giữ comment của bạn này luôn nha, mấy comment nào mình chưa thực hiện được á mình sẽ giữ lại và để trong clip lần sau nhé bạn. Đó ok tiếp theo của bạn tên là Thuận Đức luôn, vẫn là bạn Thuận Đức. Ê Levini ông đó nè, em bảo anh hãy cố gắng cho có sức nha, em luôn ủng hộ idol em. Trời ơi cảm ơn Thuận Đức nhiều nha. Đó phải như vậy thì mình thích những bạn như thế lắm luôn á. Rồi cái nhất là hiểu cho mình nè, cái thứ hai là kiểu mà không được á, không có kiểu toxic cái kiểu các bạn đó, có bạn những không được lúc đầu cứ kêu fan xong không được cái vô chửi tùm lum tà lái bạn ơi đó, nên khổ lắm. Có những fan như bạn Thuận Đức này rất là sướng luôn nha các bạn. Đó sướng. Tiếp theo của bạn tên là anh Tuấn, anh ơi đánh lo dùng combo nào được anh. Mochi nè em, Mochi với Yoru nha. Combo Mochi Yoru với Mele là super hung anh nha. Đó. Cái gì chứ combo là cứ Mochi cho mình. Tại mình thích Mochi các bạn ơi, Mochi với lại các bạn công nhận là Mochi mạnh hoàn hảo chưa? Phải mạnh hoàn hảo vậy chứ. Ồ, đánh thử mấy con quái bên này coi có gì khác không. Rồi mấy con quỷ lava. Ồ từ lava này giống hai con sâu đỏ với con sâu vàng quá bạn nào coi không. Rồi tiếp theo của bạn tên là
Trung Thủy. Chết bây giờ. Trung Thủy anh ơi, thử nhận nhiệm vụ xong rồi xì bam xì để xì đánh quái được không anh? Ô, cái này cũng hay nè, cái này được. Chết bây giờ. Tránh ra. Được các bạn, để mình thử nhiệm vụ nha. Cho mình chịu hồi thử coi. Đâu rồi, nhiệm vụ đây nè. Ủa cái này set mon quên. Nhiệm vụ si chịu hỏi ở đây được nữa các bạn. Nên ở đây có quánh phụ quái có thử ra. Nhưng mà ở đây cũng hơi khó nha bạn, dễ nhất là chỗ zombie nha các bạn. Mình qua zombie đi. Qua thử zombie đi. Đây. Qua thử zombie chịu hồi dễ đó các bạn. Rồi tiếp theo. Của bạn tên là con cá rô. Anh ơi, Mochi hay Wake mạnh hơn anh? Cái này là mình không dám chắc nha các bạn. Tại vì mình chưa thử BB với lại Wake thức tỉnh bao giờ đó. Đó. Nên mình không dám chắc nha các bạn. Nên mình phải làm một clip BB Mochi với Wake thức tỉnh mình mới biết được chứ cái này là mình chịu nha các bạn. Đó. Tại mình chưa gặp trường hợp nào như thế này cả. Nha các bạn. Rồi. Tiếp theo. Từ để hoàn thành nhiệm vụ thử thách của bạn này luôn nè. Thì cái thử thách nào mà dễ làm giống như vậy các bạn đó, làm được luôn á thì mình làm liền. Còn mấy thử thách mà kiểu cần người phụ các bạn mà cái trái đó khó lấy rồi nên khó lắm các bạn ơi. Thì mình sẽ dành 1 phút dành cho fan art các bạn. Thì fan art lần này của bạn tên là Khang Lê nha. Thì bạn này vẽ mình là cầm cái súng nè, đang bắn nhau với con bò đấy bạn. Ô vẽ cũng dễ thương các bạn ơi. Nè, có con bò cầm khiên là cầm súng bắn đấy nè. Còn mình là anh em bắn bắn bo. Mình tìm bo chính hai rồi bạn, mình còn ba người y nguyên luôn. Nhưng mình bo chắc cân hết luôn mấy bạn. Vậy cũng khá là dễ thương luôn mấy bạn. Đó, được nha. Đó. Thì cảm ơn bạn Khang Lê nhiều ha. Thì mấy bạn nào muốn gửi cho mình á thì tiếp tục cứ gửi trong Discord hoặc là gửi trong group Facebook á. Thì gửi group Facebook á thì bạn có thể nhắn tin qua Sơn Cutel á để mình á, hoặc là Tuấn hoặc là Đắc Kết nha bạn. Đó. Thì ba đó rảnh bạn, còn mấy cái đi học rồi. Đấy. Thì mình sẽ tiếp tục nha mày. Rồi, chịu hồi lên. Nè, đánh. Bắn phụ này coi. Bắn. Lặn đâu, lặn gì vậy? Nè, bắn phụ này coi. Coi này nè. Bắn. Trời ơi, nó bắn con bên này các bạn ơi. Con vua biển này nó bị điên rồi. Cái con người ta đang quánh thì không quánh đâu. Đi quánh. À không được nhận với bạn nè. Đó, vô biển đánh phụ. Nói chung là vô biển chỉ cần đụng vô một cái là mình không hoàn thành nha bạn nè. Mình đánh nãy giờ hết rồi nha bạn. Với vô biển đánh phụ là vẫn không đủ nha bạn. Nè bạn thấy đó. Đó bạn thấy không? Đó vô biển đánh phụ nha. Vẫn không hoàn thành nha bạn. Để mình đánh còn xíu máu xong rồi con vô biển. Con vô biển đánh phụ được khác không? Rồi. À được nha bạn. À là mình phải đánh phải còn chút xíu máu luôn á, xong vô biển đánh mới được nha bạn. Rồi đó, mình đánh còn xíu máu nè, đoán thử coi. Ồ không hoàn thành luôn bạn ơi. Oh my hell. Vậy là không được luôn. Nè cái con này vô biển đánh rồi nha, để mình đánh thử coi hoàn thành không nha. À vậy là vô biển phải đụng một ít đam thôi mới được bạn ơi, nó đụng phải kiểu giúp nhiều đam quá là không được nha, kiểu vậy. Rồi tiếp theo của bạn tên là Sơn Nguyễn nha. Winnie Annie ơi, em đang dùng Blau Awa Canning và Sisu nhưng em nâng mắt kiếm có được không anh? Mong anh trả lời giải thích ra. Theo mình nha. Nếu mà bạn đã xài flame á, cháy lửa thì nên xài lửa là đam chính luôn đi, đừng nên xài mắt kiếm nữa. Tại vì cháy lửa nó không có combo được chung với kiếm được, nó không có chiêu nào mà kiểu giữ chân lại hay cái gì đó bạn ơi. Đó. Tại lửa đam cũng to mà nên cho lửa là đam chính cũng được nha bạn, mới khỏi lo. Nâng nếu mà nâng mách kiếm thì nên dùng cái khác ha. Đó, theo mình là vậy nha, theo ý kiến riêng của mình á. Thì bạn có thể thực hiện theo hoặc là... Thì mình chỉ cho ý kiến thôi, bạn có thể thực hiện theo hoặc không làm theo cũng được nha. Đó, theo mình là vậy. Bài tiếp theo của bạn tên là... Gì đây? Liu Viết Gaming hả? Liu Viết Gaming. Theo anh, item đem food, sword, súng, cái gì đó, cái gì có sức đẩy lùi mạnh nhất trong block food vậy anh? Vậy Hito nên dùng kèm theo tập gì vậy anh? Đầu tiên là cái nào có sức lùi đẩy nhất đúng không? Sức đẩy lùi đúng không? Sức đẩy lùi thì mình thấy có super hung anh cái chữ C đó bạn, là đẩy đối phương văng khá là xa nha bạn.
đó. Sức đẩy lùi thì mình thấy Super Human của Melee nè, còn trái quỷ thì mình để coi coi, trái quỷ hình như là chiêu chiêu ít mà của lửa các bạn. Các bạn biết chiêu ít của lửa mà chưa thức tỉnh không, đẩy một cái trời ơi văng chỉ luôn đó, thì mình chắc chỉ nhớ được cái như đó bạn ơi đó. Còn kiếm kiếm sức đẩy lùi thì có như là tam kiếm á bạn, tam kiếm lúc mà quăng quăng ra cái đường á, cái quăng lên lốc xoáy á, lúc mấy bạn mà quăng trúng người á thì sẽ đẩy đối phương văng ra, xong rồi kết thúc quăng cái lốc xoáy lên trời luôn đó. Còn bình thường BB bạn chỉ quăng xuống đất cho lốc xoáy thôi bạn đó, kiểu vậy. Rồi tiếp theo bạn tên là gì ta, Jacky TV. Rồi bạn này hỏi là anh Ni ơi, cho em hỏi khi dùng skill X của trái đất spam hai chỗ, rồi một là ở tay, hai là ở chỗ con chuột của mình. Rồi hiểu ơi, là cái chiêu đất chiêu X của đất á mấy bạn khi xài á là có một chỗ, cái chỗ tay xoáy của bạn, mấy bạn đi di chuyển nè đó, xoáy xoáy xoáy, với lại một chỗ các bạn chỉ định á, chỗ đó có sự xoáy luôn đó, là hai chỗ đúng không. Rồi vì thế khi con chuột và tay đứng gần nhau cái X2 đang không đủ thấy nhá, bạn này hay phết á. Được là khi mình chỉ ngay chỗ mình nè bạn, là vừa ngay tay vừa ngay cái chỗ mình chỉ luôn á, thì cái trái của râu đen á có X2 đau không đúng không. Được thì mình sẽ làm một clip, sẽ làm một clip riêng về thực hiện những comment của mấy bạn nha bạn đó. Mình sẽ làm về một clip thực hiện comment của mấy bạn luôn nha. Rồi mình sẽ làm, chắc làm series riêng gì cái đó với bạn, tại vì có nhiều bạn kêu rất là hay nhưng mà mình thực hiện tại là không có cái trái đó, với lại không có đủ người để làm, mấy bạn không có đủ người để thực hiện được á, nên mình sẽ làm một, chắc một cái series liên riêng về thực hiện các thử thách của mấy bạn đi đó. Vậy đi ha bạn, được á được á được á. Và của Jacky là cũng là comment cuối cùng nha bạn, thì comment cuối cùng rồi thì mình chắc show con cuốn của mình cho bạn coi ha, con cuốn mà hay kêu hay sủa mèo 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 á đó. Cứ mỗi lần lên clip mấy bạn nghe tiếng chó là tiếng chó mà mèo 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 lên là bạn biết cuốn mình rồi, cuốn mình đỉnh lắm, thích lên tivi đó. Rồi thì đây là mặt con cuốn mình nha đó, bạn thấy không, thiệt chứ. Và nó cũng là con chó cái luôn nha bạn, trời đất ơi chó cái luôn mới khổ vậy đó, cho nên mỗi lần lên clip cứ mèo 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 lên vậy đó, khổ lắm mấy bạn. Rồi thì mình ăn 10-30 cây xúc tới đây hết kết thúc nha mày đó. Mình sẵn mình sẽ mở, mình có mở thêm một cái server VIP nữa thì cho các bạn vào luôn nha mày đó, mình mở thêm server VIP cho các bạn vào luôn. Rồi thì cái ăn mừng clip kết thúc tại đây nha mày, thì các bạn nào thấy hay nhớ bấm like subscribe kênh mình và nhớ nhấn cái chuông thông báo kế bên cho mỗi khi mình ra clip á, mấy bạn sẽ là người xem đầu tiên ha. Bye bye.